kia, làm cái gì đó? Đứng lại! Cấp cứu! Cấp cứu! Chắc là vợ của ông ta. Đẹp như vậy mà lấy phải một người chồng nhẫn tâm, thật là tội nghiệp. Hắn không để bất cứ tài liệu gì trong phòng. Tại sao vậy? Chẳng lẽ hắn lại còn một chỗ ở khác? Alo, sao? Sao rồi? Đúng là đồ ăn hại. Có chuyện nhỏ gì mà là cũng không xong. Tụi bay chết hết đi. Alo, tôi nghe nè anh Đại. Tôi biết rồi. Kế hoạch không thành. Anh hai dặn không ai được bén mảng tới bệnh viện và xóa hết tài liệu dấu vết đã từng dính tới thằng Sơn. Quyền. Bách ngồi đi. Quyền đang buồn chuyện gì sao? Không có gì. Chuyện gia đình thôi mà. Cho anh ly cà phê đá. Dạ, anh chờ em chút xíu nha. Quyền cứ nói đi. Có gì bác sẽ tâm sự với Quyền. Bác cũng biết đó. Quyền chỉ có một đứa con là thằng Dũng. Đặt tên nó là Hùng Dũng. Mà nó chẳng có hùng dũng chút nào hết. Tối ngày cứ đi theo đám bạn ẻo lả như con gái. Tương lai không biết sẽ ra sao. Thật ra số người đồng tính không nhiều. Có một số người lầm tưởng hoặc cố tình gây sự chú ý để người khác tập trung vào mình thì rất nhiều. Nếu mà Dũng chỉ ai vui theo đám bạn thì chắc chắn sẽ mau chán thôi. Không hiểu sao mỗi lần nghe Bách nói là Quyền lại thấy nhẹ nhõm. Bách đợi Quyền chút xíu nha. Tự nhiên. Dạ, alo. Em mời anh. Cảm ơn. Tôi nghe thông tin rồi.
Vậy ông muốn học ở đâu? Nhà ông hả? Được rồi, hẹn giờ đi, tôi tới. Được rồi. À, cái đám lính của Quyền á, chẳng được cái tích sự gì hết, việc gì cũng tới tay mình không hả? Quyền có cần phải đi đâu gấp không? Bác sẽ đưa Quyền đi. À không, tới thứ sáu Quyền mới phải bận công chuyện lận. Còn bây giờ thì mình cứ vui vẻ nói chuyện tiếp với nhau đi. Thôi Quyền uống nước đi. Việc tên Sơn bị ám sát trong bệnh viện, theo tôi, đó là bàn tay của ông Hoàng. Chắc chắn là tên Sơn biết được bí mật của băng nhóm này, nên hắn cho người gây tai nạn, rồi tiếp tục vào bệnh viện, giết cho bằng được, để bịt miệng. Rất logic. Vậy là cuộc điện thoại vừa rồi, là hắn hẹn bà Quyền ra, để bàn phương án đối phó. Và trong cuộc họp đó, không chỉ có riêng ông Hoàng và bà Quyền, mà còn có thêm những đồng phạm khác. Chị, em sẽ nhận nhiệm vụ nắm bắt thông tin này. Không được chủ quan đâu. Chỉ cần sơ hở một chút thôi là sẽ uổng công của chúng ta bấy lâu nay đó. Dạ, em biết rồi. Bác sĩ à, tình trạng của anh ấy thế nào rồi? Tình trạng hiện tại, não của bệnh nhân chưa kịp phục hồi, thì lại thiếu oxy trong một thời gian dài. Anh ấy có thể phục hồi thể lực, nhưng trí nhớ thì không biết thế nào. Tại sao có kẻ quyết giết anh ta cho bằng được? Có phải anh ta đang nắm một bí mật nào đó? À, bác sĩ à, tôi có thể ngồi với anh Sơn một chút được không? Được. Công an cũng đã cho người bảo vệ phòng của ấy nghiêm ngặt rồi. Ừ, cảm ơn. Anh phải trả cái giá quá lớn anh Sơn à. Bây giờ anh không gia đình, không bạn bè, mọi người xa lánh, mất lòng tin của cấp trên đồng nghiệp. Anh nắm giữ bí mật gì hả anh Sơn? Anh nghe tôi, ra đầu thú đi. Anh Quốc Bảo, lực lượng bên ngoài đã có mặt rồi. Anh không được manh động và trốn chạy. Anh hãy hợp tác với chúng tôi về cơ quan công an để điều tra. Anh nghe rõ rồi chứ? Anh đi theo tôi. Anh đã phản bội tôi. Anh đã tố cáo tôi. Tôi không sợ chết. Anh không được làm vậy. Làm vậy chẳng khác nào là tự sát đó. Bây giờ tôi không còn con đường nào khác nữa. Nếu không tự sát thì tôi cũng sẽ chết. Đây là con đường duy nhất để tôi sống sót. Anh nghe lời tôi, cất dao cho đi. Anh sẽ đòi an toàn mà, không ai hại anh đâu. Tại sao phải làm như vậy chứ? Anh có thể không tin mọi người, nhưng anh có thể tin tôi. Chúng ta là bạn bè mà. Quốc Bảo, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được không? Tôi có thể giúp đỡ anh. Anh hãy tin tưởng vào pháp luật. Nghe lời tôi, không ai làm hại anh đâu. Đừng có manh động. Đi theo tôi. Đầu thú đi. Không ngờ Trung Quý Hoàng Vũ nhanh chuyện thật, có mặt trước chúng tôi. Tôi đã nói chuyện với anh ấy rồi, và anh ấy đã đồng ý về cơ quan điều tra làm việc. Tôi sẽ đi cùng với anh Bảo. Tốt, tốt lắm. Vậy chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đi cùng với anh.
À Sơn hả? Xe của tôi ai lấy Buri rồi? Chắc chắn đây là mưu. Gặp mưu gì chứ? Xe cụ để rồi chắc đứa nào nó lấy chợ Buri thôi. Yên tâm đi, tôi sẽ đưa Quốc Bảo về cơ quan điều tra an toàn. Vậy nha. Cậu tự lo cho xe cậu đi. Coi vòng vòng ở đó có người dân không? Nhờ người ta giúp đỡ đi. Bây giờ tôi đi. Vậy nha. Alo, anh Sơn, anh Sơn. Quốc Bảo. Đó là lần cuối cùng mình nhìn thấy Bảo. Thật không ngờ chiếc xe của mình lại chết máy trong lúc đó. Xe cảnh sát đưa Bảo đi đã bị một bọn côn đồ dàn cảnh cướp Bảo đi. Anh Sơn, có phải đã có một âm mưu mà anh giữ kín tới giờ không tiết lộ, và bọn chúng muốn giết anh? Dạ thưa thủ trưởng, lúc đó bọn chúng tấn công nhanh quá, cho nên tôi và anh em trở tay không kịp. Bốn cảnh sát được trang bị vũ khí, vậy mà để bọn tội phạm cướp người trốn thoát một cách dễ dàng. Đồng chí trả lời như vậy, nghe liệu có thuyết phục được không? Bây giờ thì không phải ngồi đây để giải thích nữa. Nhiệm vụ chúng ta là bằng mọi giá phải xác định bằng nhóm nào ra tay, nhằm mục đích gì, nhà báo Quốc Bảo đang ở đâu, tìm mọi cách để bảo vệ giải thoát cho nhà báo Quốc Bảo. Việc này tôi giao cho đồng chí Vũ và báo cáo tôi ngay. Rõ. Vũ, có chuyện gì hơn? Tôi muốn cảnh báo cậu, đối phó với loại tội phạm này không dễ như cậu nghĩ đâu, nhất là những kẻ thiếu kinh nghiệm như cậu. Bây giờ tôi phải đi cứu Quốc Bảo, và tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu như tôi có đủ bằng chứng trong tay thì anh sẽ không bao giờ thoát được tội đâu. Tôi biết anh đã khôn ngoan thoát tội, anh chỉ bị kỷ luật và chuyển công tác. Nhưng vụ án Quốc Bảo bao lâu nay vẫn cứ ám ảnh tôi. Anh liên quan và giữ vai trò gì trong vụ án này? Anh Sơn, anh muốn nói gì phải không? Anh cứ nói đi, tôi nghe nè. Anh Sơn, anh Sơn. Vô. Hôm nay chị mời anh nhạc sĩ Lâm Hùng tới đây để bàn kế hoạch với em đó. Ra album mới hả chị? Ra album á là chuyện nhỏ, chuyện khác còn to tát hơn. Chỉ một bước chân là em nổi như cồn. Chuyện gì anh nói lẹ lên đi. Mà hôm nay á anh kỵ sao vậy? Cứ làm em nôn ruột lên hết rồi nè. Có một hãng phim muốn mời em đóng phim. Đóng phim? Thôi, em không thích làm diễn viên, em chỉ thích làm ca sĩ thôi à. Với lại á, lần nào em đi cát toàn là bị trượt vai. Uống đi, anh sẽ nói cho em nghe. Không có rượu á, nói chuyện có vô đâu. Rồi, uống đi. Dạ. Để anh phân tích cho em nghe lợi thế giữa ca sĩ và diễn viên như thế nào. Em cũng biết, là ca sĩ, khi em lên sân khấu hát, sân khấu tối đa chứ được có vài ngàn người. Trong khi đó làm diễn viên, em có thể diễn trước hàng trăm ngàn người, thậm chí hàng triệu người luôn. Hàng triệu người? Ừ. Wow. Chính vì vậy, có nhiều ca sĩ bỏ show diễn hàng chục triệu đồng để đi đóng phim truyền hình với những cái vai phụ. Nhưng mà vấn đề ở đây á là em đâu biết đóng phim đâu. Với lại á, em cũng chưa từng qua trường lớp đào tạo nào hết. Em đừng có lo, năng khiếu mới là quan trọng. Với lại, mình phải biết cái con đường nào đi vào các bộ phim đang cần vai mới là lợi hại. Cô em xinh đẹp à,
cứ để cho anh và Phi Yến lo là được rồi. Anh sẽ giới thiệu cho em một đạo diễn và một diễn viên rất là nổi tiếng. Anh nói thiệt hả? Ừ. Diễn viên nổi tiếng? Ừ. Thích quá à. Anh, dạ, mời anh ạ. Anh mời em. Cảm ơn anh trước nha. Em sẽ cố gắng hết sức, không để phụ lòng hai người đâu. Mời em. Trời ơi, sao mà dữ vậy nè. Trời ơi. Sao mà ra nông nổi vậy nè? À, chắc là tại uống hơi nhiều chút xíu đó Vú. Vú nè, nhà mình có gừng tươi không Vú? Làm cho Quỳnh Hương ly trà gừng đi. Gừng tươi nhà mình hết rồi con. À, nếu vậy Vú ra đầu hẻm mua đi. Phải có trà gừng mới giải rượu được. Ừ. Vậy thì cô coi chừng Vú đi nha. Dạ. Vũ à, Vũ ơi, tôi nghe. Ờ, ngày mai vẫn họp chứ. Nhưng mà không họp ở nhà tôi, họp ở địa điểm 2. Vậy ha. Ê! Ê! Chào, chào mọi chị. Người! Nè chị đẹp quá nha! Đẹp quá ha! Sao? Hôm nay làm gì nè? Làm sao cho nó gọn lại coi? Rối quá à! Để coi coi! Sĩ lại nha! Ờ! Ê! Gì? Nè nè nè! Mày hả? Hôm qua đi nhậu không có rủ tao hả? Làm tóc cho bà mà cái mùi bia nó xông thẳng vô người nè. Muốn xỉn luôn vậy á. Sao mắc mớ gì phải mời ông đi nhậu với tôi chứ. Hôm qua là tôi phải đi bàn chuyện với chị quản lý và anh Hùng. Ê, tôi sắp làm diễn viên rồi đó nha. Trời ơi, con Hương nó làm diễn viên kìa. Chị đóng gì chị? Đóng gì chị? Ờ, chị đóng cái phim. Mà thôi, mấy em chờ đi. Khi nào phim chiếu chị sẽ nói mấy em coi. Trời ơi, chị bí mật quá. Rồi bây giờ tôi biết là tại sao nền điện ảnh nước nhà càng ngày càng đi xuống rồi đó. Sao vậy? Tại có bà đó. Cái ông này. Nè, không có được khinh thường tôi đâu đó nha. Sao? Chị Phi Yến á, đang đưa tôi vô mấy cái phim truyền hình đang tuyển vai.
Còn ông Hùng á, đang có cái chiêu trò gì đó có vẻ rất là tự tin, mà tôi chưa có đồng ý, biết sao không? Sao? Thì tôi đâu có biết diễn xuất gì đâu đóng phim. Ê, bà hỏi coi có Bình Dương Nam không? Gì vậy? Ê, đừng nói với tôi là đi đóng phim nha, bớt giỡn đi má. Trời, thì tao thấy trên phim truyền hình cũng có nhiều JBD vậy, đúng không tụi bay? Đúng dạ, rồi. Đúng rồi anh. Mà bà thấy không? Vậy. Nhưng cái Sài Gòn này á, mày thấy có bà BD nào đẹp trai như tao không? Trời ơi, có một sự tự tin quá lố. Lố hả mày? Dạ. Lố hả mày? Nè, làm phỏng lỗ tai của chị rồi nè cưng. Nướng mày luôn chứ phỏng hả mày? Mày. Vậy là sao? Tự nhiên hắn lại đổi địa điểm họp. Bản chất của ông ta là như vậy mà. Như vậy cuộc chơi sẽ càng thú vị. Tôi bắt đầu thấy máu rồi đó. Cần phải nhanh chóng tìm cho ra địa điểm họp là ở đâu. Tôi sẽ tìm cho ra. Ừ. À, em nghe nè, anh gọi em có chuyện gì không? Anh nhớ em. Em có muốn đi ăn với anh không? Ờ, tối nay em bận công việc rồi. Mà công việc của em có gấp lắm không? Em cứ đi ăn với anh đi, rồi anh sẽ đưa em đi công việc. Bây giờ còn sớm mà, anh đang thấy đói và rất là nhớ em. À, thôi được rồi, vậy mình đi ăn đồ Tây nha. Em sẽ nhắn địa chỉ cho anh. Hẹn gặp anh. Chào em. Nè, anh yêu, anh nhớ là mở điện thoại để cho hai chị em của em á, nghe chuyện tình mùi mẫn của anh đó nha, ha. Ủa, em có chuyện phải đi đâu gấp lắm hả? Ờ, cũng gần tới giờ em phải đi rồi. Chắc là em chỉ ngồi đây với anh thêm được chút xíu nữa thôi hả? Vậy để anh đưa em đi luôn. Ờ, thôi, chỗ đó không có tiện đường đâu. Chỗ đó là chỗ nào? Hình như em đang có chuyện gì muốn giấu anh đúng không? Em cứ nói cho anh nghe đi. Lát nữa em tới resort Thiên Thai, anh đưa em tới đó được không? Được chứ, mà chỗ đó là thuận đường với anh mà. Tại sao em lại nói là không tiện chứ? Quyền à, em đang có chuyện gì không vui hả? Làm sao mà em vui được chứ? Tự nhiên dính vào chuyện của mấy thằng cha này. Đã 5 năm tưởng đã yên chuyện rồi, vậy mà vẫn chưa giải quyết xong nữa. Anh có thể giúp gì được cho em không? Em đang dính vào một chuyện. Anh Bách à, anh hứa là sẽ giúp em đúng không? Nếu như mà bọn chúng hại em, anh phải cứu em đó nha. Nếu như em chết thì nhất định là bọn chúng giết em đó. Thôi được rồi, em bình tĩnh đi. Có chuyện gì cứ nói với anh, lúc nào anh cũng ở bên cạnh em, sẵn sàng giúp em. Trong công trình xây dựng cống thải của resort Thiên Thai, cống nước thải chỉ là phần xây dựng rất nhỏ trong toàn bộ khu resort. Mà cống xả ở một khu resort thì có khác gì cống xả ở một nhà bình thường đâu. Đúng rồi. Nhưng không hiểu tại sao đường cống ngầm đó đi qua một khu dân cư thì cây cỏ bị héo úa. Một trường tiểu học ở gần đó có nhiều bé bị dị ứng. Lúc đó em được điều đến để kiểm tra cống nước ngầm này thì thấy bình thường. Không bình thường chút nào hết. Nước trong cống ngầm ở đây rất lạ. Nước xả thì an toàn, nhưng mà lại có những hóa chất rất lạ. Rồi em có báo với cấp trên của em không? Lỡ nhận tiền của bọn họ rồi nên
phải báo cáo tốt chứ làm sao. Dạ, người đưa số tiền đó là ông Đại, giám đốc resort Thiên Thai. Ừ. Không phải chỉ có một mình em trong ban thanh tra, nhưng em là người chịu trách nhiệm cao nhất. Những tên kia chắc cũng có nhận tiền, nên không nói gì hết. Nhất là tên Phan, bên công ty thiết kế đường nước thải cũng bị lôi vào cuộc. Cho đến một hôm, có một tên nhà báo quyết định phanh phui chuyện này. Hắn moi tiền của em phải không? Tại sao em không bố thí cho hắn một chút tiền? Hắn không chịu lấy tiền mới nói chứ. Và cuối cùng, ông giáo sư Hoàng quyết định phải xử hắn. Ông giáo sư Hoàng. Mà thôi, anh đừng có hỏi nữa. Mình đi đi. Anh đưa em tới đó, nhưng mà đậu xa xa. Rồi về đi, không cần phải đón em. Nếu để họ trông thấy anh thì sẽ nguy hiểm lắm. Anh không thể nào tưởng tượng được thế lực của bọn chúng dễ sợ như thế nào đâu. Nghe đâu có cả một nhóm tài chính đen rót tiền cho ông Hoàng, cho nên ông mới mạnh dữ vậy đó. Ừ. Được. Được rồi, mình đi thôi. Ừ. Thì ra là hang ổ của chúng nằm chính tại khu resort Thiên Thai. Chị, có khi nào chính là cái căn phòng lần trước chúng ta bị nhốt không? Không phải, nhưng chắc cũng ở gần đó. Ủa, xe của chị đâu mà chị không đi? Ai chở chị tới đây vậy? Nhiều chuyện. Tôi đi bằng cái gì tới là chuyện của tôi. Chẳng lẽ bây giờ xe của tôi bị hư, tôi đi taxi tới cũng phải báo cáo với cậu hay sao? Dạ, em không có ý đó. Cảm phiền nghe chị. Có cần xét người luôn không? Làm gì mà căng thẳng gì chị? Chỉ là thủ tục thôi mà. Mời chị. Tôi xin nhận trách nhiệm về chuyện xử thằng Sơn mà không thành. Tôi xin hứa sẽ có kế hoạch để xử lý vụ này dứt điểm và không để ra sai sót nữa. Còn bây giờ thì tôi xin thông báo một việc quan trọng. Hay nói đúng hơn là tôi giải đáp những thắc mắc trong lòng của quý vị về cái chết của nhà báo Quốc Bảo. Tôi khẳng định thằng nhà báo đã chết. Chính tôi là người thi hành lệnh đó. Tên Bảo không thể nào sống được. Anh làm gì vậy? Yên tâm đi, chỉ là thủ tục thôi. Anh không được còng tay tôi. Tôi theo anh về để hợp tác điều tra, chứ tôi không phải là tội phạm. Anh làm như vậy là lạm dụng chức quyền. Tôi có thể kiện anh. Chuyện gì vậy? Dạ, hình như sập hố rồi đó. Mọi người xuống coi sau rồi đẩy xe. Đứng lên. Sao? Đứng lên. Các anh đợi. Các anh có phải là người cô giáo sư Hoàng không? Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Ngồi xuống.
Lên rồi. Để lên. Dừng tay lại. Giáo sư quá. Phải. Tao đây. Tại sao phải đám tàu hoa gì? Ông Thái rất độc đặc, làm ảnh hưởng sức khỏe của mọi người. Ông kiếm tiền dựa trên sức khỏe và tính mạng của hàng triệu người. Tôi không thể nào làm ngơ được. Mày đã thấy qua chết chất thải chưa? Đúng. Chất thải không giết chết con người ta ngay tức khắc, mà giết chết từng từng. Những đứa bé ở nhà trẻ vì sức đề kháng kém hơn người lớn nên đã bị nhiễm độc hết rồi. Rồi đúng ra những người dân sống trong vùng đó sau một thời gian đều bị bệnh ung thư và chết đi. Nói nhiều làm gì? Xử nó luôn đi anh. Tất nhiên, thằng này cũng quá nguy hiểm. Hôm nay tao sẽ cho mày về thế giới bên kia. Ngày mai người ta sẽ quên lãng mày. Tao đã dấn thân vào câu chuyện này thì tao không sợ chết nữa. Nhưng nếu như tao có chết, tao làm ba tao cũng sẽ bỏ qua. Tao kéo tụi mày chết chung. Tao kéo tụi mày chết chung. Làm gọn đi. Tụi mày làm cái gì vậy? Để xem mày sẽ làm gì được nào. Tụi mày giết tụi mày ra. Tụi mày ra. Giết mày ta sẽ biến hết tụi mày. Chắc chắn tên Bảo không thể nào sống sót được. Vậy trong chuyện này ngoài chúng ta ra còn ai biết nữa không? Tất nhiên là không. Vậy thì tại sao thằng Hai Điên và thằng Năm Liều lại bị chết? Chết vào đúng cái thời khắc 5 năm sau. Nói đi, ai đã giết hai đứa tụi nó chứ? Tên Năm chết là do bất cẩn, ai cũng biết chuyện đó. Cơ quan công an cũng đã kết luận điều này mà. Thôi đi, đừng có nói công an ở đây nữa. Vậy chẳng lẽ thằng Hai Điên nó chết tức tưởi như vậy cũng là do bất cẩn hay sao? Tới đứa con nít cũng đoán được là nó bị thủ tiêu. Dòng máu giết trên tảng đá, ai giết hãy trả lời tôi đi. Tôi không giết dòng chữ đó. Mà tôi giết để làm gì chứ? Chú Mạnh là người quản lý resort Thiên Thai, là người của tôi. Tôi biết rõ là chú ấy không có làm chuyện đó. Bởi vì chính tôi cũng đã đến đèo thù hận sau đó. Năm năm sau, nợ máu sẽ trả bằng máu. Tại sao có chuyện này? Mạnh à! Mạnh! Chú lên đây! Nhanh đi!
Có gì chuyện gì em? Chú coi nè. Cái này. Cái này. Cái này ở đâu ra vậy? Chẳng lẽ cái lúc chú ném nó xuống đây không có dòng chữ này sao? Dạ không có. Em chắc chắn với anh là lúc em đẩy nó xuống là không có dòng chữ này. Anh không tin em sao? Em đâu có bị điên đâu mà không nhớ. Vậy tại sao bây giờ lại có dòng chữ này? Chú giải thích đi. Thật sự là em không biết mà. À, hay là có đứa nào muốn hù dọa mình? Là ai? Ngoài chú, bé hai, thằng Năm, còn ai vào đây nữa? Mọi người có ai giải thích được chuyện đó hay không? Có một cách giải thích về chuyện này. Đó là hoặc là thằng nhà báo chưa chết, hoặc là nó có bạn bè gì đó muốn trả thù cho nó. Tại sao trước đây ông khẳng định là nó đã chết, rồi bây giờ lại nói khác? Ông đã từng nói là việc này làm rất là hoàn hảo, rồi bây giờ lại nói là nó chưa chết là sao chứ? Anh Hoàng nói chị chưa hiểu ý, anh chỉ giả dụ thôi. Quan trọng bây giờ chúng ta phải đối phó với bọn nó như thế nào đây nè. Tôi khẳng định thằng Bảo đã chết rồi. Kẻ muốn phá hoại chúng ta hiện giờ chắc là bạn bè gì của nó. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra kẻ đó. Vậy mọi người cứ yên tâm và tuyệt đối giữ bí mật chuyện này. Với những gì bà Quyền đã kể mà tôi đã ghi âm được, nếu như chúng ta nộp cái này cho công an, chắc chắn sẽ có đầy đủ bằng chứng để bắt bọn chúng. Nếu như công an bắt bọn chúng thì chúng ta sẽ có quyền trở về nhà. Như vậy là chúng ta không còn mệt mỏi vì bọn chúng nữa, đúng không chị? Đâu có dễ dàng như vậy. Bọn chúng phải trả giá dưới tay chúng ta, chứ không phải là của công an. Không được tin ai hết, không được tin ai ngoài bản thân của chúng ta. Bây giờ chúng ta đã biết rõ bốn tên: Thanh Hoàng, Trần Đại, Lê Phan, Minh Quyền. Còn tên Mạnh là tay sai của Trần Đại và tên Hoàng. Năm tên này phải trả giá đắt, nhưng chắc chắn bọn chúng sẽ không chết một cách bình thường, êm ái, mà bọn chúng phải chết từ từ, thảm khốc vì tất cả những gì mà chúng đã gây ra. Trâm. Anh Vũ. Em nói chuyện với anh một lát được không? Xin lỗi anh, em có giờ dài ở trên nhạc viện rồi. Vậy bây giờ anh đưa em tới trường rồi anh chờ em nha. Nhưng để làm gì? Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. Em với anh thì đâu có chuyện gì quan trọng đâu. Không phải là chuyện của em hay của anh, mà là của Quốc Bảo. Anh nói thật đó. Em hãy tin anh đi. Anh là bạn của Quốc Bảo, anh sẽ không bao giờ làm mấy cái chuyện phản bội anh ấy đâu. Nhưng mà anh nên tìm chứng cứ để minh oan cho anh ấy nè. Có thể lúc anh còn sống rồi anh hiểu lầm anh, cho nên là anh hận anh. Vô ích thôi. Nếu ảnh không chết thì anh cũng không muốn gặp những người đã từng hại ảnh và gia đình anh ấy đâu. Có thể là anh ấy đang chơi trò cút bắt với chúng ta. Một ngày nào đó anh ấy sẽ xuất hiện. Chính vì vậy anh cần em giúp anh. Em giúp anh? Tôi sẽ